Cựu tổng thống Sri Lanka có thể về nước ngày mai, một quan chức quốc phòng Sri Lanka nói. Cựu tổng thống Sri Lanka Rajapaksa có thể từ Thái Lan trở về quốc đảo vào sáng ngày 3 tháng 9. Ông ấy đang ở một khách sạn tại Thái Lan, không khác gì một tù nhân và mong muốn trở về, một quan chức quốc phòng Sri Lanka giấu tên nói ngày 2 tháng 9, nhắc đến cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa, chúng tôi được thông báo ông ấy sẽ về nước vào sáng ngày 3 tháng 9. Ông Rajapaksa đến Thái Lan hôm 12 tháng 8, có thể ở lại trong 90 ngày nhưng quyết định trở về cùng vợ một vệ sĩ và một trợ lý, một đơn vị an ninh vừa được thành lập để bảo vệ ông Rajapaksa sau khi về nước với các thành viên đến từ quân đội và cảnh sát biệt kích. Quan chức này cho biết thêm, hiến pháp Sri Lanka quy định các cựu tổng thống sẽ được cấp vệ sĩ, một phương tiện di chuyển và nhà ở. Ông Rajapaksa nhập cảnh Singapore với tư cách dân thường ngày 14 tháng 7, một ngày sau khi tháo chạy khỏi Sri Lanka do các cuộc biểu tình. Ông gửi đơn từ chức và được quốc hội Sri Lanka chấp thuận, giới chức Singapore cấp cho ông Rajapaksa thị thực với thời hạn 2 tuần rồi gia hạn thêm 2 tuần, đến ngày 11 tháng 8. Cựu Tổng thống Sri Lanka sau đó đến Thái Lan và được giới chức an ninh Bangkok yêu cầu không ra khỏi khách sạn vì sự an toàn cho chính ông. Cựu Tổng thống Rajapaksa đã trở thành tâm điểm chỉ trích của những người biểu tình Sri Lanka. Họ cho rằng ông phạm hàng loạt sai lầm dẫn tới suy thoái kinh tế, lạm phát tăng vọt và kho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt. Sau khi ông từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe được bầu làm người kế nhiệm, các đảng đối lập ở Sri Lanka hôm 28 tháng 7 cho biết sẽ đệ đơn cáo buộc tham nhũng chống lại cựu tổng thống nếu ông về nước. Liên minh quốc gia Tamil đại diện cho người Tamil, dân tộc thiểu số lớn nhất ở Sri Lanka, yêu cầu ông Rajapaksa phải đối mặt cáo buộc tội ác chiến tranh trong chiến dịch quân sự chống quân nổi dậy Tamil năm 2009, khi ông là bộ trưởng quốc phòng.